Chào bạn, từ cái mẫu mà tôi đã ở cái hình trên ấy thì tôi đã in ra ra bằng giấy. Và bây giờ tôi sẽ cắt cái đúng cái mẫu form đấy và để tôi gấp lại thành một cái hộp. Đấy thì ở đây các bạn chú ý nhé, là đây chính là cái chiều cao này, là cạnh cạnh trước này. Cạnh trước này. Đó. Đây là đáy này, đáy hộp này, đáy hộp này. Đó. Đây là cạnh sau này, cạnh sau. Đó. Còn đây là mặt trên của hộp nhé, mặt trên này. Trên hộp này. Còn đây là cái nắp, cái tai nắp thì nó cũng ăn vào cái cạnh trước này. Đó. Thì còn cái khoảng này thì là cái phần tai hộp thôi để chúng ta ghép vào. Đấy, và chỗ này là cái cạnh ghép lên. Thì bây giờ tôi sẽ cắt theo đúng theo cái viền này. Đây. Các cái viền như này này, cắt dọc thế này. Đấy, lên trên đây, lên hết đây. Bỏ cái phần rìa ngoài đi. Rìa ngoài này sau này sẽ bỏ hết này. Bỏ hết chỗ này đi. Đó. Chỗ này thế, bỏ hết chỗ này đi. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ cắt và sau đó thì tôi sẽ ghép lại, các bạn sẽ nhìn thấy được cái hình ảnh của cái hộp. Thì sau này khi mà các bạn mà chúng ta vẽ lên trên cái tờ cắt tông ấy thì chúng ta cũng vẽ y hệt như thế nhé. Chúng ta đo kích thước thực, đo cái kích thước, cái kích thước thực nhé, là từ đây là 12,5 này. Đó, chiều ngang là 7,75 này. Đó. Tương tự như vậy. Đấy. 15,5 này. Đó. 12,5, 15,5. Đó. Còn chiều ngang này thì chúng ta chú ý là chúng ta sẽ cái khoảng cách này đấy thì sẽ bằng một nửa của cái hộp đáy. Nửa cái hộp đáy. Đáy của chúng ta là 15,5 thì chúng ta chia đôi ra thì chúng ta sẽ được là 17,5. Đó thì chỗ này chia đôi ra thì cái khoảng cách này nó sẽ là 17,5. Đấy, chỗ chính là chỗ này này. Đó. Chỗ phần bên đây ấy, nó đối xứng sang từ bên đây sang thôi, hai bên đây là nó như nhau nhé. Ok, sau khi làm xong thì chúng ta sẽ sử dụng dao vạch giấy để chúng ta cắt. Còn đây là vì là giấy nên là tôi sẽ dùng kéo, còn các bạn khi làm thực tế thì chúng ta sẽ sử dụng dao để chúng ta cắt nhé. Rạch, chúng ta dùng dao chúng ta rạch chứ chúng ta không nên dùng kéo, bởi vì kéo nó sẽ khó cắt, bìa nó dày. Cái phần tai này thì bao giờ chúng ta cũng nằm cong để chúng ta khi mà chúng ta ghép vào thì nó không bị vướng. Còn các cái nếp này ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái thanh để dẹt. Chúng ta dập dập các cái cạnh này nhé. Đấy, hoặc là chúng ta sử dụng một cái thanh gỗ hoặc cái đũa cũng được. Đấy, chúng ta vót nó không quá nhọn nhé, chúng ta rạch, chúng ta ép xuống để chúng ta tạo thành cái nếp. Đấy, ở trên giấy thì nó đơn giản rồi, nhưng mà khi các bạn làm thực tế ở trên hộp ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cách để chúng ta tạo cái nếp ở cái phần này. Đúng ra thì chúng ta sẽ phải tạo nếp trước này. Ví dụ như này nhé, chúng ta sẽ tạo nếp. Ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là cái kích thước hộp ấy mà chúng ta đã thiết kế ấy, thì là nó sẽ là nó bao quanh xung quanh này. Đấy. Thì chúng ta sẽ chọn cái khổ bìa làm sao đó để cho nó đạt được đúng cái khoảng cách này. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo nếp trước.
tạo nếp trước rồi chúng ta cắt cũng được. Vì chúng ta sẽ tạo nếp trước thì chúng ta sẽ dễ hơn. À, nó tạo thành một cái nếp rồi thì chúng ta rạch dao, dùng dao chúng ta rạch thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Đấy, tôi dùng kéo thì nó dễ, nhưng các bạn thì khi mà làm thực tế ở trên các bìa cắt tông ấy, thì chúng ta lại phải ra nên rạch. Đấy, thì thay bằng cái việc mà chúng ta gấp như này thì các bạn sẽ dùng các cái thanh dập mà theo từng hàng, từng cột một. Đấy, thế còn không thì chúng ta sẽ sử dụng cái mũi kéo này, chúng ta đưa vào chúng ta rạch, vì cái mũi kéo này nó không quá nhọn, chúng ta rạch cái tấm bìa của chúng ta để tạo thành một cái nếp, các cái nếp. Ở đây các bạn cũng sẽ tạo các cái nếp này. Ở đây thì tại sao nó có một cái đường nhỏ nhỏ ở đây là bởi vì các bạn sẽ thấy rằng là cái độ dày của cái tấm tấm bìa đấy. À, thì ví dụ như độ dày của nó là 3 mm thì chúng ta sẽ nhân đôi nó lên thành 6 mm, tức là 0,6 cm. À, thì lúc này chúng ta cũng phải gấp thành hai cái lớp như thế để khi mà chúng ta gập lại, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ không bị vướng và nó tạo ra một cái độ hở để chúng ta nhét cái tai vào. Rồi, cơ bản chúng ta gấp như thế là xong. Bây giờ chúng ta sẽ cắt hết cái rìa đi. Ở đây là cái tai này là dài nhất này. Rồi. Đấy, bây giờ chúng ta đã nhìn thấy được là xong hay tất cả các viền là đã xong nhé. Nhưng mà các cái phần này là chúng ta cũng sẽ cắt rời hẳn ra. Hả, chúng ta phải cắt rời hẳn nó ra nhé. Để tí chúng ta mới ghép lại nhau. Gấp. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ có cái mặt này, mặt trên này, chúng ta đưa lên nó vào thành như này. Đấy, còn cái mặt cạnh cạnh sau này chúng ta cũng gộp lại nó thành như này. Đấy, cái này nó sẽ là cái nắp này. Đấy, bây giờ chúng ta dựng cái thằng này lên, chúng ta ép thằng này xuống này. Đấy, ép thằng này xuống tương tự như vậy, bên đây cũng thế, chúng ta dựng nó lên ép nó xuống này. Đó, rồi.
Thế thì cái ép này xuống thì ở đây chúng ta có thể sử dụng băng dính để chúng ta dán cái mặt này vào và cái mặt dưới này này vào với bên trong này. Đó, dán cố định là được. Nó không ảnh hưởng gì cả. Thế còn khi mà chúng ta muốn đậy vào ấy, thì chúng ta sẽ đưa hai thằng này vào trong và chúng ta ốp nó xuống. Vì khi nó ốp xuống này ấy, thì nó sẽ cũng bị vướng một cái phần ở đây. Thì chúng ta cũng phải cắt cái thằng này. Trong thực tế thì chúng ta sẽ phải cắt như này. Tức là chúng ta sẽ phải cắt ít nhất là tầm khoảng 3 mm bằng cái độ dày của cái hộp này. Để chúng ta tạo ra một cái viền này. Đó. 3 hoặc là 1,5 cũng được. Đó. Đấy thì là để chúng ta sẽ tạo ra cái khe. Đấy, chúng ta sẽ tạo ra cái khe, các bạn nhìn thấy khe đúng không? Đó. Thứ hai là chúng ta sẽ phải cắt vuông cái thằng này một chút. À, cắt bo thằng này một chút. À, chúng ta cắt bo một chút này. Đó. Đấy, tất cả những cái cạnh như này thì chúng ta đều phải làm như thế. Thì để khi mà chúng ta gấp vào nó sẽ không bị căng. À, chúng ta sẽ cắt đi khoảng tầm bằng cái độ dày của cái hộp. Bằng độ dày của hộp hoặc là chúng ta sẽ cắt bằng cái 1/2. Đó. Chỗ này chúng ta cũng cắt bò này. Đó. Sau đó thì chúng ta, vì cái này ở đây tôi không có băng dính, thì các bạn sẽ tưởng tượng như là nó đã được dính ép ở đây rồi. Sau đó chúng ta sẽ đưa hai cái thằng này vào bên trong. Đó. Đưa vào bên trong này. Sau đó tiếp theo là chúng ta đưa cái tai này vào cái khe bên ngoài này. Đó. Khe này. Và chúng ta ốp nó xuống. Rồi, vậy là chúng ta đã được cái hộp. Đó. Các bạn nhìn này. Đó. Thì vừa tôi đã đánh dấu đúng không? Ở đây là chính là mặt trên của hộp này. À, phải như thế. Mặt trên của hộp. Ừ. Còn đây là nắp hộp. Nắp hộp đây này. Chính là cái mà chúng ta sẽ đưa vào. À. Còn dưới đây là đáy của hộp này. À. Và đây là cạnh sau này. Và bên đây sẽ là cạnh trước này. Cạnh trước là bên trong này rồi. À, bên trong này. Thế xong cái nắp hộp nó nắp lên ra phía ngoài này. À, nó cài đến phía ngoài. Thế thì với phương pháp này thì các bạn sẽ thấy là khi chúng ta đóng xong này cái thì chúng ta gần như là sẽ không cần phải sẽ chắc chắn luôn. Đấy, và cái cạnh này chúng ta sẽ nhìn thấy này, cái cạnh này nó sẽ rất là nhiều nước. Chúng ta sẽ thấy một cái nước đáy này uốn lên trên nhé, xong lại gọt vào trong nhé. Nó sẽ thành hai nước này. Hai nước cạnh này luồn trong này, cạnh này luồn trong nữa này, thì coi như đó là ba lớp nhé, ba lớp. Xong sau đó thì cái cạnh mặt trên này nó lại gấp xuống, nó đặt xuống dưới này thì thành 4 lớp. Và cái tai này nó lại chọc vào đây nữa, nó tạo thành một lớp nửa lớp nữa, đúng không, thì gọi là 4,5 lớp. Vậy thì cái cạnh này nó cực kỳ là cứng, khá là cứng. Thế nên với cái kết cấu của cái hộp này là tôi rất là thích, là bởi vì cái hai cái cạnh bên này nó rất là cứng, thì khi mà chúng ta để đồ, đựng đồ bên trong ấy, thì chúng ta rất là yên tâm là nó sẽ chịu được lực ở từ trên này, tác động xuống này, là khá là ok. Đấy, với hộp này thì nó bảo vệ tối đa và an toàn nhất cho cái sản phẩm mà chúng ta đựng bên trong. Ừ. Thì với cái hộp này thì chúng ta sử dụng với cái chiều cao mà ngắn hoặc cái chiều dài nó dài vẫn ok. Đấy. Thì khi đó thì cái cạnh này rất là cứng. À, nó sẽ giúp cho bảo vệ được cái đồ bên trong. Đấy, trên đây thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta cắt và ghép được cái hộp để đựng các cái phần quà hoặc là những cái dụng cụ, những cái đồ và những sản phẩm của mình để khi mà chúng ta gửi tới tay khách hàng một cách an toàn nhất. Xin chân trọng cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy like và đăng ký video này nhé. Để lần sau mình sẽ làm cho các bạn những video hay hơn. Xin chào và cảm ơn các bạn.